Này em đi xuống bắt cá đi. Sao? Sợ á? Sợ cái gì? Cá. Sợ cá? Em đi sao mà phải sợ cá kia, mọi người đều đang bắt cá đây này. Bao nhiêu cá luôn á. Em đi thích con cá nào? Cá to hay cá nhỏ? Ê các bạn ơi, em đi ở đầu kia kìa. Mà không biết em đi đang làm gì á. Mình ra xem nhá. Ê em đi đang làm gì đấy? Yên tâm câu cá. Em câu cá đâu chị xem nào. Ôi dồi ôi, sao con cá của em to thế? Con cá của em này nó còn to hơn cả người em á. Em câu cá to như này á. Wow. Câu cá trong thuyền luôn à? Wow. Thế em đã câu được chưa? Chưa. Em chưa câu được luôn á. Em câu mẹ lớn á. Em câu mẹ lớn luôn á. Ui ở đây có con cá chép to thế nhở. Con cá chép này to hơn cả Min cơ. Ở đây có con cá chê nữa này. Con cá chê này cũng to nè. Em xem thịt con cá nào? Con này. Con cá này luôn á. Con cá này ăn rất là ngon luôn á. Cá nhỏ á. Cá nhỏ đâu? Có mèo ăn. Ui ở kia có một con mèo kìa. Con mèo kia có vẻ là nó muốn ra lấy ấy đấy, lấy cá đấy. Đấy nó chạy ra rồi này Min này. Min có cho mèo ăn cá không? Chị Hà để ngựa đi. Chị Hà làm gì? Chị Hà này ngựa để cho ngựa ăn đi. À chị Hà lấy con mèo ra cho cá, cho mèo ăn cá. Vâng. Đấy mèo 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 mèo. Mèo mèo mèo. Đấy mình sẽ gọi con mèo ra xem con mèo nó có ăn không nhá. Đây. Ở đây 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 cá đây, cá đây. 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 Đây cả út. Nó chạy à? Nó chạy Min ơi. Mèo nó chạy. Nó không muốn ăn. Ê. Ăn là con tơ à? Nó sợ. Ôi. Chén đúng không? Cả đúng không? Mèo gì mà mèo sợ cá thế? Mèo là phải chén cá chứ đúng không? Ờ mèo lại không biết chén cá các bạn ạ. Mèo là phải ăn thịt cá chứ. Dưới kia còn nhiều cá lắm kìa. Em Min có muốn xuống bắt không? Ao này là vừa máy xong này, thế này là ở phía dưới thì còn ít cá thôi, tại mọi người bắt hết lên rồi. Mà máy cẩu đâu? Ừ? Mà máy cẩu đâu? Máy cẩu đâu nhở? Sao lại không thấy máy cẩu nhở? Úi, ở dưới này có nhiều ốc lắm này, em Min có bắt ốc không? Có. Em Min bắt ốc á? Thế em Min xuống bắt ốc nha. Đi. Hả? Đi làm bắt ốc của mèo đi. Ốc để làm gì? Để ăn gì? Ốc để ăn chịt á? Mình thấy phía xa xa có một con cá đang ngấp ngoài luôn á. Các bạn nhìn nè, đây này. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây có một con cá giếc này. Con cá giếc này bị mắc, nó sắp bị mắc cạn đến nơi rồi nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Ở phía xa nữa thì còn có rất là nhiều cá khác. Nhưng mà đa số còn cá tép thôi. Tại vì mọi người đã bắt hết lên.